Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay Như Ý xin giới thiệu cho người anh em một dòng đẩy bãi công suất lớn của hãng Shouking, một trong những dòng đẩy của Đức ha. Model đó là HC 3000. Con này công suất ở trợ kháng 8 ohm lên đến 1.001W và công suất ở trợ kháng 4 ohm là 1.500W ha. Còn công suất brick của con này lên đến 3.000W. HC Shouking. Shouking là một trong những dòng thương hiệu của Đức nha anh em. Shouking nó chính những nó nổi tiếng về dòng đẩy, dòng lo, dòng mixer và nó nổi tiếng rất là nhiều về thiết bị âm thanh nữa. Và hôm nay mình có được một con này là mình nâng cấp trong cái phòng karaoke về ha. Con này hồi xưa khách ráp là báo giá tới 30 mấy triệu anh em. Ba như khách nói là tới 32-33 triệu gì đó. Anh em mà không tin mình thì cứ lên mạng search cái mẹ đẩy Shouking HC 3000 này là biết giá bao nhiêu được ha. Đấy. Khách nhà mình nâng cấp lên con đẩy 4 kênh nên thừa ra. Rất là đẹp. Mình tháo sẵn cái nội thất cho anh em xem. Rất là nắp. Đây, nội thất của nó đây. Hàng thì tình trạng là riêng nguyên bản, đẹp lắm. Cái tủ nó to bằng cái mặt máy luôn, mặt máy rất là dày nha nè. Anh em nhìn cái mặt máy biết thấy nó dày rồi không? Còn cái này là cái vết chày này là mình chồng đẩy lên, mình đẩy ra đẩy vô nó chồng thôi chứ không có gì hết. Con này nó chạy sò MB sò Shinken MB, dòng sò rất là cao cấp, con này rất là đắt tiền nha nè. Con này cũng vậy nữa nè. Đấy, MN con thường của nghịch ha, Shinken hết ha. Đó. 8 cái tụ lập nguồn này cao lắm nha anh em, cao phải nói là hơn 10 phân. Và tụ nó có dung lượng là 100V, 100V 15.000 mA, rất là lớn. Cái hàng chỉnh nó có tem bắt rồi đầy đủ hết không? Cái quạt đóng tem có rơ le nhiệt luôn ha. Rơ le nhiệt bảo vệ cái máy ngát chập cháy nổ là rơ le nhiệt nó nhảy ha. Trong cái main này nó cũng đóng số HC 3000 này nè. Thấy hàng xịn là anh em an tâm về cái vấn đề chất lượng không? Và còn giá cả thì con này mình bán giá chưa bằng 1/4 giá mới. Giá mình đang bán là 7 triệu đồng thôi. Mình thâu khách về 7 triệu, bán đúng 7 triệu luôn. Cũng không có lời gì, chẳng qua là giúp khách nữa không? Anh em thấy cái dây nguồn đó chưa? Nguồn chuẩn châu Âu chưa? Rất là chắc cú không? Ba chân như thế này thì chạy đâu được. Rất là chắc, chắc lắm. Dây mềm cao su ha, dây mềm cao su. Rác này thì do cắt bỏ quản lý nguồn cho nó gọn á, cho mình cắt ngắn bớt. Rồi số seri ở đây ha, số seri đây ha. Còn chạm đấu dây ra lo thì kênh số 1 là đây, kênh số 2 là đây, âm dương. Còn bộ đít ở đấu chính giữa ha, bộ đít ở đấu chính giữa. Hai rác Canon đầu vào được đây, chế độ Beranel sụt rồi system brick đầy đủ, hệ số khách đại điện áp đầu vào có đầy đủ luôn không? Trong cái tủ máy tháo ra còn rất đẹp, anh em nhìn cái cánh quạt này nó sáng tưng mà nó chưa reset là chứng tỏ hàng ít dùng không? Ít dùng, đấy, rất đẹp. Mình đã quay tổng thể một lần chi tiết. Còn anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ thì lên mạng gõ cái model Shouking HC 3000. Công này công suất rất là thoải mái, anh em mình ghép một mỗi kênh như vậy là 140 thoải mái luôn không? 140 thoải mái. Hoặc là đánh sấp thì đánh mỗi kênh như vậy 1 cặp sấp ghép 40. Hoặc là một quẻ sấp đơn 50 ha. Một sấp đơn thì đánh được một quẻ. Một cặp thì đánh cũng được nhưng mà nó hơi yếu. Thì giá mình bán ngày hôm nay là 7 triệu ha. Còn mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ ha. 0909 04 36 79. Thân ái chào người anh em.